Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cái cảnh bonsai trên toàn quốc. Thưa với quý vị là quý vị đang được nhìn ngắm những cái tác phẩm cây cảnh ở hợp tác xã Thăng Long quý vị nhé. Thì rất nhiều cây cảnh đẹp. Thì hôm nay Bonsai Đức Huy cũng may mắn được về đây tham quan cái hợp tác xã của các anh. Anh Hiệp ơi, Ơi, em xin chào anh chào nhá. bonsai Đức Huy. Vâng. Đây em Hôm chào nay anh. là Lão Mai Đại Thọ lại được trình diễn trên kênh của Đức Huy đây. À, cây này Lão Mai Đại Thọ anh. Quý vị ơi, tác phẩm Lão Mai Đại Thọ này. Một tác phẩm cực kỳ là bắt mắt. Một cây xanh Nam Điền, quý vị nhá. Một cây xanh Nam Điền hoàn thiện rồi. Lão rất đẹp đúng không? Vâng, đông con nhiều cháu anh nhỉ. Lão Mai Rất Đại Thọ. đây, rất ý nghĩa này. Một cây lão đông con nhiều cháu. Có cả con này, cõng cả cháu trên lưng nữa. Đây này, đông con nhiều cháu rất là nhiều. Và Cõng cái này, cõng trên lưng này. và đấy và cái cây có cái đường cổ đẹp quá nhỉ. Quá là phê nhìn tác phẩm này. Và đây là một cái tác phẩm mà những thợ chơi nhìn cũng phải thèm muốn. Thân thì thân Đây. lạc này, chú biết đúng không? Vâng. U xù xì. U biếu. Hàng 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 thân một. Quý vị nhìn cái mặt sau. Một cây này rất hùng vĩ quý vị nhé. Cây này đáng để sưu tầm, đáng để chơi. Thì những gia đình mà có được cái tác phẩm này mà đặt giữa nhà chú Đức Huy à, thì Vâng. cái năng lượng nó tràn đầy. Vâng. Mình cũng không Đấy. nói sâu về nghệ thuật sắp đặt đâu, nhưng mà Vâng. anh em có thể là tinh ý chọn cho mình những cái tác phẩm mà nó thuộc cái độ sắc sảo về nghệ thuật, thì nó có cảm hóa được tất cả những cái gì Vâng. mà khi con người ta nhìn vào và thưởng lãm, Đấy. truyền đi một cái sức hút. Đấy, thưa quý vị này. Cái những cái cây tác phẩm đẹp thì cho chúng ta một cái cảm nhận khi ngắm cây là chúng ta xua tan hết những cái mệt mỏi và như mình như hòa vào một thiên nhiên ấy. Nó có cái cảm giác nó thanh bình. Thì cây cảnh là vậy, cây cảnh cho ta rất nhiều thứ. Đây, ngoài thưởng lãm được cái đẹp, chúng ta còn cảm nhận được những cái yếu tố nhân văn ở trong đó. Rất là tuyệt vời. Mà hơn nữa này, đây là một cái tác phẩm mà Bonsai Đức Huy đánh giá là một cái cây tiêu biểu ở trong hợp tác xã này, phải không anh Hiệp? Đúng rồi, Vâng, cây cây này này thì cũng phải nói với các bạn, và đây Huy cũng hỏi nhiều về cây này, thì cũng nói thật với Huy là một trong những cây đã được đội nghệ nhân của hợp tác xã, trong đó có rất nhiều lão nghệ nhân đánh giá là một trong những tác phẩm rất cao, Vâng. và nó hội tụ đầy đủ các yếu tố về thẩm Vâng. mỹ. Tuổi và cái nghệ thuật của cây phải không anh? Vâng. Anh Và hầu như các bác đều rất là tâm đắc Vâng. và Anh ấy nhìn thì hùng vĩ lắm rồi, thì anh có thể cho quý vị biết được cái kích cỡ để quý vị cái chiều cao của tác phẩm này. Đấy. Chiều cao là 2m1. À, chiều cao 2,1 quý vị nhé. Đấy thì quý vị có thể hình dung được là cây khủng như nào. Chiều cao 2m1. Tàn ngang quý vị nhé. Tàn ngang anh ăn Tàn áng cho ngang quý cũng vị. được vào khoảng cỡ Cũng phải tầm đấy nhỉ. 2m4. À, 2,4. Tàn ngang 2,4 quý vị nhé. Mảnh đo chỗ này này, cách 10 phân thì được 200 này. À, cách 10 phân từ mặt chậu lên là khoảng là được 200. 200. Vành 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 tròn đấy. vành tròn đấy quý vị nhá. Đấy còn bẹ còn hơn. Bẹ thì phải tầm xấp xỉ 300. Quá đẹp của cái tác phẩm này. Cây này có nhiều cây này bao nhiêu tiền anh? Cây này giao lưu với anh em là bằng 380 triệu.
380 triệu một một tác phẩm này quý vị nhé. Vâng, thưa mời quý vị là 380 triệu một tác phẩm này thôi. Đấy, quý vị hãy nhìn ngắm kỹ để lựa chọn cho mình những cây giá rất là hợp lý, to như này, hoàn thiện như này mà xanh năm liền, già như này, đó, 380 triệu, đẹp không quý vị? Chắc là quý vị nhìn này, quý vị sẽ đều ưng ý với cái tác phẩm này. Nhìn đẹp như này cơ mà. Tàn bố trí sắp đặt cực kỳ là hợp lý. Đây, quý vị vừa chiêm ngưỡng tác phẩm Lão Mai Đại Thọ và cũng nhìn ngắm luôn hai tác phẩm ngay bên nhé. Đây là cây gì anh nhỉ? Đây giới thiệu với anh em, đây là một cặp tác phẩm đẳng cấp quốc tế. Vâng. Là một cặp hoa đỗ quyên Nhật Bản. À, cây hoa đỗ quyên Nhật Bản à? Đây là hàng VIP rồi. Hàng VIP à anh? Hàng quốc tế nhập khẩu. Vâng. Đây quý vị ơi, quý vị xem là hàng quốc tế nhập khẩu thì có gì đặc biệt. Ui, thân pháp thì côn tít. Cốc bồ ngọn chỉ. Cái hoành chỗ này được khoảng chỗ độ đo sát đây được khoảng chỗ 45. Vâng. Chiều cao thì 50. 50. Đàn này cũng được 60. Dạ vâng. Cây này cũng giao lưu với anh em là 50 triệu. Cây đến 50 triệu. Và cây bên này thì cây bên này thì cũng cây hoành chỗ này được khoảng 45. Vâng. Chiều cao thì cũng được khoảng 45. Vâng. Tàn thì giới thiệu anh em cây này cũng được 60, ngoài 60. Vâng, cái giá thì sao anh? Cây này cũng giá 55 triệu. Vâng, cũng 55 triệu. Vâng. Cảm ơn anh. Đây một cây xanh nam điền hai thân anh nhỉ. Ủ già quá, già quá anh ơi. Cây nam điền xịn đấy. Vâng, thưa quý vị này, cây song thụ rất già quý vị nhé. Cây chỉ việc chơi quý vị ạ. Cây này hoành là được 70 đó cho cổ thân này. Vâng. Hai thân đấy, đưa cho lưng chừng cổ nhé, 70. Nó vành 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 thân đấy. Bẹ còn hơn nữa quý vị nhỉ. Cao là được 65. Dạ vâng, 65 cao. Tàn rộng 1m2. Tàn rộng 1m2, vâng. Cây này giao lưu với anh em là 35 triệu. 35 triệu tác phẩm này quý vị nhé. 35 triệu. Một tác phẩm xanh nam điền là hai thân. Song thụ đẹp như này. Tác phẩm đấy là cây tường vi anh nhỉ? Cây tường vi. À, một cây tường vi. Cây tường vi nghệ thuật này. Thì chiều cao là 50. Cao 50. Tàn bay là 80. Tàn rộng là 80. Đây, và quý vị chiêm ngưỡng. Giao lưu với anh em là 3 triệu rưỡi. Ồ, 3 triệu rưỡi thôi quý vị ơi. Quý vị hãy cân nhắc cây này nhá. Cây này có 3 triệu rưỡi này. Và cây này có nhiều cái nét độc đáo quý vị nhá. Đây này. Quý vị xem này, quý vị cân nhắc cái tác phẩm. Giá rất là hợp lý mà lại cây nghệ thuật. Chí Linh anh em nhé. Là một cái thông này quý vị này. Cái thông Chí Linh Hải Dương. Hoành được 17 này. Tàn bay phóng từ đầu đến cuối được 70 này. Vâng. Cao 50 này. Cây này giao lưu với anh em là 3 triệu rưỡi này. Cây thông này 3 triệu rưỡi quý vị nhé. Một cây thông hoàn thiện rồi, khá già rồi, 3 triệu rưỡi một tác phẩm thông này. Một cây thông tiếp theo quý vị nhé. Cây này thì to hơn cây kia rất nhiều. Cây này hoành được 30. Vâng, hoành 30. Tàn bay thì được 1m1. Dạ vâng, 1m1 quý vị nhá. Chiều cao này được 55. Đây để giao lưu với anh em là 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi tác phẩm thông vào tác phẩm thông này quý vị nhá. Chỉ có mấy triệu một tác phẩm này thôi.
Những ai yêu thông thì quý vị này, 8 triệu rưỡi một tác phẩm thông này. Lại một tác phẩm thông nữa quý vị nhé. Cây này dáng thế rất đẹp quý vị nhé. Cây này đẹp. Hoành được 2 năm. Vâng. Tàn bay được 90. Chiều cao được 70. Vâng. Cây này giao lưu với anh em là 7 triệu. Ồ. Cây này bác sẽ Huy khen đẹp. Thì lại rẻ hơn cây kia. Cây này đẹp. Đẹp lắm. Chung là các cây ở đây thì đều đẹp, nhưng mà cái tác phẩm này thì nó khả năng nó hợp gu của con Sa Đéc Huy hơn. Anh nhỉ, em thấy những cái cành rơi này, những cái nét lả lướt này, nó làm cho cây nghệ thuật. 7 triệu rưỡi. Rất là hợp lý. Cây anh đang đứng là cây xanh Nam Điền anh nhỉ? Một cái xanh Nam Điền dáng lão. Tiếp theo nó này quý vị này. À, quý vị ơi. Cũng đầy đủ hết rồi. Cây này chỉ việc chơi thôi. Chỉ việc chơi thôi. Chơi mà nhân tiền. Vâng. Rồi, anh cho quý vị biết cái thông số đi. Cao là 1m8. Cao 1m8 quý vị nhá. Cây cũng mới tử. Tàn là 2m3. Vâng, tàn 2m3. Cây cũng có các tử xung quanh quý vị nhé. Hoành đo chỗ này này. Vâng. 101 cái hoành hoành gốc quý vị nhé. 101. Cây đã hoàn thiện rồi. Chỉ việc chơi. Anh chưa báo giá nhỉ? Cây giao lưu với anh em là 130 triệu. À vâng, cây này 130 triệu quý vị nhé. 130 triệu một tác phẩm này. Một rừng cây một đời người đây nhỉ? Đây là một rừng cây phi lao này quý vị này. Cây rồi có mấy thân? 6 thân. 6 thân. Vâng. Chiều dài của bệ là từ điểm đầu đến điểm cuối là 1m6. Vâng. Chiều cao là 1m1. Dạ vâng. 6 cây. 6 cây báo với anh em là bằng 25 triệu. 25 triệu một tác phẩm này quý vị nhé. 25 triệu một tác phẩm rừng phi lao này. Thì vừa rồi là một số cái tác phẩm mà anh Trần Hiệp báo giá và gửi tới quý vị. Thì quý vị yêu thích cái tác phẩm nào thì quý vị hãy liên lạc vào cái số máy mà ở cái trên đầu video Bonsai Sa Đéc Huy sẽ ghi cho quý vị. Thì đến đây Bonsai Sa Đéc Huy xin phép dừng lời ở đây nhé. Sẽ chào quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị.